Và để có thể làm rõ hơn cho cái phần này thì chị xin phép sẽ được kể với các bạn một cái bảng như sau. Đây ạ, à, chúng mình sẽ kể một cái bảng như thế này. Chị sẽ gọi nhá, đây sẽ là mở bài. Được không ạ? À? Đây sẽ là mở đoạn. Và đây sẽ là những cái ý tưởng mà chúng ta có thể đi. Ok chưa ạ? Hãy chú ý nhá. Chắc là chị sẽ thêm một cái phần ở trên này nữa. Các bạn sẽ đợi chị Hiên một chút xíu nhá. Chúng mình sẽ có đây là ý tưởng này. Được không nào? Các bạn ơi, chúng mình sẽ có đây là ý tưởng này. Chúng mình sẽ có đây sẽ là cái phần nội dung của những cái công thức này. Và đây mình sẽ có công thức cho mở đoạn và mở mở đoạn và mở bài này. Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cái này nhá. Chúng ta đều biết rằng là nếu như các bạn chưa biết làm nhưng mà chỉ cần đưa cho các bạn một cái công thức thôi đúng không ạ thì rõ ràng là cái việc mà các bạn có thể giải quyết được cái câu đó nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất 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 là nhiều đúng không ạ và chị biết được rằng là cái điều mà các bạn cần ở đây á đó là gì đó là một cái công thức đấy là điều mà các bạn đang cần bởi vì sao có thể là các bạn cũng đã làm cái phần đó rất là tốt rồi nhưng chẳng qua là vì chưa có ai gọi là gì ạ đưa ra được cho mình một cái sự gợi mở phù hợp để mình có thể phát triển khả năng của mình thôi nên về cơ bản ấy, thì chị cho rằng là một trong những cái điều vô cùng quan trọng đó chính là chúng ta sẽ phải gì ạ chúng ta sẽ phải có những cái ý tưởng và từ đó suy ra được về những cái công thức để có thể viết mở đoạn và mở bài nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về mở bài trước các bạn sẽ thấy là nếu như nói về mở bài thì chúng ta sẽ phải viết một đoạn văn ngắn đúng không ạ và một đoạn văn ngắn này thì chị nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ nên viết từ 3 cho đến 5 dòng hoặc 6 dòng là cùng thôi. Được chưa ạ? Chúng ta cũng không nên dài dòng làm gì đối với câu nghị luận xã hội đâu ạ. À. Còn mở đoạn thì sao? Còn mở đoạn thì các bạn chỉ nên dùng từ 1 cho đến 3 câu thôi nhá. Các bạn ơi, phân biệt hộ chị Hiên nhá. Đây là một đoạn văn. Còn đây không phải là một đoạn văn mà sẽ chỉ viết từ 1 cho đến 3 câu thôi. Các em nha. Đây là cái trước tiên các bạn cần nhớ giúp cho chị về cái mặt hình thức nhá Ok chưa nào? Thế thì các bạn có thể thấy rằng là nếu như mà ở phần mở bài Thì chúng ta có thể làm theo một cái cấu trúc đó là chúng ta sẽ có cái phần dẫn dắt Cộng với đặt vấn đề được không? Được không ạ? Hoàn toàn được Có nghĩa là nếu như ở mở bài thì chúng ta có thể là lựa chọn cái cách đó là gián tiếp với một cái phần dẫn dắt cộng với phần đặt vấn đề. Hãy chú ý giúp chị, chúng ta chỉ có thể thay đổi cái phần này thôi các em này nhá. Chỉ có thể thay đổi phần dẫn dắt thôi. Ok chưa? Thế thì bây giờ chị mới đang hỏi các bạn là đấy là đối với mở bài thì là khuyên các bạn như thế. Còn đối với mở đoạn thì sao? Chúng mình cũng đi từ trực tiếp từ gián tiếp à? Không, mình sẽ đi trực tiếp nhá. Các bạn viết đoạn văn chú ý nhá, nhưng trực tiếp này của chúng mình vẫn sẽ có một câu dẫn dắt ngắn gọn chị nghĩ nên như vậy ở đây mình sẽ hãy nhớ giúp chị là cái dẫn dắt của cái phần này sẽ là một cái dẫn dắt cực kỳ ngắn gọn thôi ok chưa ạ sau đấy thì mình sẽ vẫn sẽ gì ạ à vẫn sẽ đặt vấn đề nhá nên là đây sẽ là những cái chú ý đầu tiên dành cho các bạn khi mà các bạn viết mở bài và khi mà các bạn viết mở đoạn các bạn hết sức chú ý giúp cho chị hiên ok chưa nào về dung lượng này về cái cấu trúc của nó sẽ là như thế nào này được chưa nào và phần đặt vấn đề này vẫn phải là gì ở trên đề bài và chúng ta sẽ không được phép thay đổi được chưa ok chưa thì đây là cái phần đầu tiên nhé phần này các bạn đã nắm được chưa đơn giản như đan rổ nhỉ các bạn bảo chị, chị nói cái gì mấy cái này đơn giản thế, có gì đâu mà em không làm được, chị nói kiểu gì, toàn những kiến thức đơn giản. Ôi, thế thì tốt quá, phải không ạ? À? Ok nhá, thế thì các bạn đây, bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục này. Bây giờ cái điều quan trọng nhất các bạn đều đã nhìn ra được là cái chung mà chúng mình có thể dùng chung, nó sẽ là phần đặt vấn đề hay là phần dẫn dắt ạ? À? Phần nào là phần mà mình có thể dùng chung được nhỉ? Là phần đặt vấn đề hay phần dẫn dắt? phần nào cái gì đấy sao lại đặt vấn đề trời ơi em ơi này chị 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 cảm giác như nhiều lúc chị giảng xong rồi chị nhìn thấy câu trả lời của các em chị ngất xỉu luôn đấy đặt vấn đề là nó phải riêng của từng đề chứ thì làm sao mà mình dùng chung được cái đấy mình phải xem đề bài này vào cái gì thì mình mới đưa nó vào chứ đúng không chỉ có một cái phần dùng chung được thôi đó là cái phần dẫn dắt tiến ơi đó. tiến ơi em bật bật bích làm gì thế nhở ok chưa các bạn hiểu ý chị không nhá thì cái phần à em nhầm ạ ok hãy nhớ nhá cái mà chúng ta có thể thay đổi cái mà chúng ta có thể dùng chung cho nhiều dạng đề chính là phần dẫn dắt đúng không ạ thế thì bây giờ các bạn ơi để mà có thể viết được thì chúng ta phải có ý tưởng nhá thì chúng ta phải có ý tưởng bây giờ chị sẽ nêu ra những cái ý tưởng cho phần mở bài và sau đó sẽ là nêu những cái ý tưởng cho phần kết bài cho phần mở đoạn để các bạn sẽ có thể làm được thật là tốt những cái này nhá. Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ có trước tiên là những cái ý tưởng cho phần mở bài trước nhá. Chắc là chị sẽ làm một lập một cái bảng khác ở dưới đây. Chúng ta sẽ có này. Vẫn là ba cột nhá. Được không ạ? Chúng ta sẽ có ở đây là Được không ạ? Chúng ta sẽ có ở đây là mở bài đây là ý tưởng được không ạ được chưa nào và ở đây chúng ta sẽ có công thức mở bài được không ạ thì ở đây chúng ta sẽ có này trước tiên nhá cái ý tưởng đầu tiên mà chị cung cấp cho các bạn đó sẽ là chúng ta sẽ dẫn dắt trực tiếp bằng cách nào ạ chúng ta sẽ có một cách viết như sau. Cách viết nhá. được không ạ. À? nêu vấn đề nghị luận. được không ạ. À? và nói về cái tác động của vấn đề trong đời sống. lấy một ví dụ nhá. thì các bạn sẽ hiểu ngay và luôn này. đợi chị một chút. lấy một cái ví dụ này các bạn sẽ hiểu ngay và luôn nhá. đây ạ à, như thế này đề bài ví dụ bàn về lòng tốt được không ạ chúng ta sẽ có ví dụ như gì thiếu lòng tốt bạn biết đấy sẽ thế nào nếu cuộc sống này nếu cuộc đời này thiếu đi lòng tốt được không ạ thiếu đi lòng tốt được không nào à có lẽ xã hội sẽ trở nên được không xã hội sẽ trở nên vô cảm xã hội sẽ trở nên vô cảm tàn nhẫn được không nào cuộc sống được không ạ à? cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa được không ạ vậy lòng tốt là gì mà quan trọng đến thế được không ạ vậy lòng tốt là gì mà quan trọng đến thế hãy cùng suy ngẫm hãy cùng suy ngẫm về lòng tốt của mỗi người trong cuộc sống hôm nay đây là cách viết rất đơn giản các bạn ạ được chưa nào thế thì ở đây từ một cái mà chị đưa ra như thế này thì ngay lập tức các bạn có thể suy ra được một cái công thức từ cái cách viết này từ cái ý tưởng này đúng không ạ ví dụ chúng ta có thể dùng những cái cụm từ đó là trong cuộc sống được không thì cái vấn đề đó cái từ khóa đó đúng không cái từ khóa đó có ý nghĩa như thế nào đó được không ạ à? hay nếu như chúng ta có thể đặt một cái công thức ngược lại là ví dụ à sẽ như thế nào nếu chúng ta hay nếu như cuộc đời thiếu đi cái gì đó được không ạ à? sau đó bắt đầu mình sẽ có một cái mệnh đề phải không ạ à? mình sẽ có một cái mệnh đề à xã hội hay là con người sẽ trở nên như thế nào đó được không ạ? À? vậy xong bắt đầu đặt ra một câu hỏi và từ đó ta hiểu được rằng đấy cộng với cái từ khóa ở đây đó được. xong nêu ra vấn đề cần nghị luận thôi được chưa nào? rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cách số 2 cách này thì sẽ nâng cao hơn một chút và cái ý tưởng ở đây chị gọi đó chính là chúng ta sẽ đi từ nhận định có thể là một câu thơ, một câu hát. Được không ạ? À? Nhận định. Đi từ một nhận định. Có thể là một câu thơ. Một câu hát. Một danh ngôn. Vân vân. Được chưa nào? Được không ạ? À? Và cái cấu trúc viết của chúng ta nhá. Cách viết sẽ là trích dẫn nhận định trích dẫn nhận định được không ạ à? sau đó làm gì à sau đó dẫn dắt sau đó nêu vấn đề được không nào trích dẫn nhận định dẫn dắt và nêu vấn đề ok chưa ạ à? thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé chúng ta sẽ có ở đây đây là cái cách mà chúng ta viết thay vì bây giờ là để cho các bạn phải mông lung thì chị xin phép lấy luôn một cái ví dụ sau đấy mình sẽ suy ra công thức sau ví dụ nhá mình có thể viết như thế này à, đề bài sẽ là suy nghĩ về đức tính khiêm tốn đi các bạn ơi các bạn có câu nào hay về đức tính khiêm tốn nói chị nghe nào comment tại đây có câu nào hay nói về đức tính khiêm tốn không cái dạng này là cái dạng rất là dễ để dùng các em ạ à. Đây là một cái dạng rất dễ để dùng, nhưng mà nó cũng khó ở chỗ là cái điều quan trọng nhất đó chính là cái việc tôi cần phải biết được cái gì ạ. Cái điều quan trọng nhất là tôi cần phải biết được cái dẫn chứng đón, cái cái trích dẫn đấy nó phải phù hợp. Và cái việc nhớ trích dẫn chưa bao giờ là một câu chuyện đơn giản đối với các em đúng không? Ví dụ như suy nghĩ về đức tính kiêm tốn chẳng hạn, chúng ta có thể lấy một cái câu của Tagore, ví dụ như đó chính là gì ạ? Chúng ta gần nhất với sự lớn lao chúng ta gần nhất với sự lớn lao trong khiêm tốn. Đó, ví dụ như chúng ta có một cái câu như thế. Ok chưa ạ? Ví dụ như chúng ta có một cái câu như thế. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu dẫn dắt bởi ta chỉ có thể học hỏi nhiều hơn và hoàn thiện hơn khi ta khiêm tốn. Không để cái tôi cá nhân trở thành quả bóng phình to che lấp đi tầm nhìn của bản thân. Khiêm tốn là một đức tính đáng quý cần có ở những con người mưu cầu thành công và hạnh phúc. Đó, ví dụ như vậy. Ok chưa ạ? Rồi, ok chưa nào? Rất tốt. Đấy, các bạn thấy là các bạn cũng nêu ra được cho chị rất là nhiều những cái trích dẫn ở đây. Hay ví dụ như chúng ta làm một cái đề bài, đó là về vai trò của gia đình, chúng mình lấy câu hát, đúng không ạ? lung linh lung linh tình mẹ tình cha đúng không lung linh lung linh cùng một mái nhà đúng không sau đó thì à mình hoặc là nếu mà các bạn thấy dài quá thì các bạn chỉ cần chốt lại một câu đó là lung linh lung linh hai tiếng gia đình à được không ạ hai tiếng gia đình sau đó bắt đầu dẫn dắt vào đúng không một cái câu hát rất là đơn giản phải không ạ à? mình dẫn vào đúng không mình bắt đầu bắt đầu từ gia đình câu hát ấy thêm một lần thêm một lần nữa đã nhắc nhớ tôi về điểm tựa của yêu thương về cội nguồn của sự trưởng thành đó chính là gia đình và trong trái tim của mỗi người thì gia đình không chỉ đơn thuần là hai tiếng gì ạ? À? Không chỉ đơn thuần là một hai, hai tiếng bình thường mà đó là một cái thanh âm cất lên để nhắc nhớ chúng ta về biết bao nhiêu những điều to lớn và đẹp đẽ. Kiểu như vậy. Được không? Ý là như thế. Tức là mình sẽ đi từ những cái câu như thế. Nếu mà viết về việc tử tế thì em có thể sử dụng một cái trích dẫn rất là hay trong một cái bài thơ của tác giả Lưu Quang Vũ có tên gọi là Phố Ta. Thì ở trong cái bài thơ này là nói về những cái điều đẹp đẽ trong cuộc đời thì tác giả Lưu Quang Vũ có viết rằng nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa được không ạ? À? Thì tại sao cây táo lại nở hoa? Tại sao rãnh nước lại trông veo đến thế? Có nghĩa là đây là những cái câu thơ mà thể hiện cái niềm tin Và những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này Xong mình có thể dẫn dắt từ đấy nhá Để nói về việc những cái việc tử tế, những cái điều tốt đẹp thanh loan nha Ok không em? Vậy thì các bạn ơi, suy cho cùng nhá Cái quan trọng nhất của cái cách này nếu như chúng mình muốn thiết lập một cái công thức Thì bao giờ cái công thức đó cũng sẽ là Chúng ta sẽ trích dẫn nhận định sau đó mình sẽ dùng những cái câu mà để có thể là nêu ra cái quan điểm kết nối có thể là dùng những cái câu dẫn ở đây luôn nếu các bạn bí quá các bạn có thể dùng những cái câu ví dụ như là quả thực là như vậy hay là gì ạ à trích dẫn ấy hay là gì ạ câu hát ấy lời thơ ấy đã nhắc nhở tôi đã nhắc nhớ tôi về cái gì đó Xong rồi bắt đầu viết tiếp để nêu ra được cái vấn đề cần nghị luận Các bạn nhá Được không nào Ok chưa ạ Thì đây cũng là một cái cách khá là hay mà các bạn hoàn toàn có thể chủ động sử dụng Và chị tin rằng là nếu như các bạn đã thực sự trang bị được cho mình một cái nền tảng về những cái dẫn chứng Về những cái câu trích dẫn nhận định tốt ấy Thì chắc chắn là các bạn sẽ làm cách này rất là hiệu quả Ok chưa nào? Và chị cho rằng đây là một cái cách rất đáng để chúng ta thử. Được không? nhá. Thì đây là cái ý tưởng số 2 nhìn này, ý tưởng số nhất, thứ nhất dẫn dắt trực tiếp. Ý tưởng thứ hai là mình đi từ những cái câu thơ, câu hát danh ngôn và cái ý tưởng số 3 là mình sẽ đi từ gì ạ? Mình sẽ đi từ những cái thực tế đời sống và trải nghiệm cá nhân. Được không ạ? Đi từ ý tưởng thứ ba, đi từ thực tế đời sống và trải nghiệm cá nhân các bạn nhé có nghĩa là như thế nào về cái cách viết của chúng mình thì chúng ta sẽ nêu cái trải nghiệm của cá nhân có liên quan đến vấn đề sau đó thì chúng ta nêu ra vấn đề nghị luận nêu vấn đề nghị luận ok chưa ạ bây giờ chị sẽ lấy một cái ví dụ như thế này các bạn sẽ thấy được luôn này ví dụ nhé đề bài của chúng ta sẽ là bàn luận về sự lạc quan được không ạ đây mình sẽ có một cái cách viết ví dụ như sau này khi một ngày mới bắt đầu khi một ngày mới bắt đầu thì cũng chính là lúc một món quà được chia công bằng được chia công bằng cho tất cả chúng ta đúng không các em đây là điều tất lễ sĩ ngẫu nó là một cái điều hiển nhiên đúng không ạ tất lễ sĩ ngẫu hiển nhiên mà và chúng ta trải qua cái điều đấy hàng ngày mà chúng ta đều hiểu cái điều đó mà đúng không ạ à khi một ngày mới bắt đầu thì cũng chính là lúc một món quà được chia công bằng cho tất cả chúng ta nhưng lật mở món quà ấy như thế nào nhưng lật mở món quà ấy như thế nào được không ạ à? lật mở món quà ấy như thế nào thú vị hay nhàm chán thú vị hay nhàm chán rực rỡ hay lãng xẹt à được không ạ cuộc đời liệu có được nối dài bởi những món quà ý nghĩa hay không cuộc đời có được nối dài bởi những món quà ý nghĩa hay không đều phụ thuộc vào từng người chấm và bạn có biết một trong những chiếc chìa khóa một trong những chiếc chìa khóa giúp chúng ta mở ra giúp chúng ta mở ra món quà ngày mới hạnh phúc ý nghĩa ấy chính là niềm lạc quan trong cuộc sống Ok, đăn cho em Được không em? Nó là như thế nhá Có nghĩa là chúng ta, đấy các bạn thấy không ạ? Chúng ta đi từ những cái điều rất là tất lệ dĩ ngẫu trong cuộc sống Và đó đúng là đây là những cái điều mà chúng ta đã trải qua kiểu kiểu như vậy hay ví dụ nếu như chúng ta có thể dùng những cái cấu trúc này cũng hay này. Ví dụ như là nếu mà nói về công thức của cái này á, thì các bạn có thể sử dụng những cái cấu trúc ví dụ như là à, tôi vẫn còn nhớ trong buổi học cuối cùng của năm học cấp của năm học lớp 9. Thầy giáo của chúng tôi đã nói một câu rất thấm thía kiểu thế mình đi từ những cái rất là thật và những cái mình đã trải qua được không ạ vì hoặc nếu không nhá nói về vai trò của những cái điều thử thách khó khăn trong cuộc sống chẳng hạn đúng không ạ tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc khi bản thân đã cố gắng rất nhiều ở kỳ thi học sinh giỏi được không ạ à? ở kỳ thi học sinh giỏi nhưng cuối cùng lại không có nổi cho mình một thành tích có nổi cho mình một giải thưởng hay một thành tích được không ạ à? thế nhưng lời nói của cô lời nói của mẹ cũng được hay lời nói của bố đã khiến tôi thức tỉnh và nhận ra rằng mỗi khó khăn trong cuộc sống mỗi khó khăn trong cuộc sống đều là cơ hội để bản thân trưởng thành và mỗi người chúng ta phải trân trọng, biết cách trân trọng những thử thách đó. Ví dụ thế. Các em ơi, chị thấy rằng đây là cái cách viết rất là hay mà nó cực kỳ là dễ để chúng ta có thể làm. Nhá. Được không ạ? À? Ok chưa nào? Chúng đây là cái cách viết rất là hay và chúng ta hoàn toàn có thể làm trong khả năng của các bạn. Điều quan trọng như chị đã nói đấy là các em đã thực sự viết đủ nhiều chưa? Đấy mới là cái câu chuyện có rất nhiều hướng có thể đi từ cái ý tưởng này đó là thực tế đời sống và những cái trải nghiệm cá nhân của chính các bạn về những điều các bạn đã vượt qua về những điều các bạn đã trải qua về những cái trải nghiệm mà chỉ các bạn mới có hãy đưa nó vào trong nghị luận xã hội bởi vì các em đều hiểu nghị luận xã hội nó là những cái thứ rất là chân thành đúng không nhá thì đây là một ý tưởng nữa vậy là có ba ý tưởng rồi chúng mình có thêm một cái ý tưởng nữa này đó là đi từ câu chuyện tình huống đi từ câu chuyện tình huống ok chưa ạ chúng ta có thể là đưa ra những cái tình huống có thật hoặc là giả tưởng đều được ok chưa ạ thế thì cách viết của chúng ta sẽ là gì cách viết sẽ là kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn được không ạ sau đó thì dẫn vào vấn đề cần nghị luận. Thế thì chúng ta lựa chọn cái câu chuyện cũng là một trong những cái rất là uh, gì ạ, cũng là một trong những cái mà chúng ta sẽ cần phải cực kỳ là cân đối vì nhiều bạn làm theo cái cách này là hay bị sa đà và dẫn tới một cái trường hợp như thế nào các em biết không? Dẫn tới cái trường hợp là viết cái mở bài mà đến nửa trang giấy đến uh, gần hết trang giấy thi à mà vẫn chưa mở bài xong, tự nhiên lạc vào trong cái phần gì ạ? Tự nhiên lạc vào trong cái phần gọi là kể chuyện luôn. Cực kỳ phải chú ý nhá cực kỳ phải chú ý về cái này thế thì cái tình huống cái câu chuyện ví dụ chị lấy một cái ví dụ như này các bạn sẽ hiểu này đề bài sẽ là lối sống linh hoạt để hòa hợp với hoàn cảnh lối sống linh hoạt để hòa hợp với hoàn cảnh thì các bạn sẽ chú ý ở đây nhá chúng ta có thể này chúng ta có thể để ý này chúng ta có thể lấy một cái mở bài như thế này như sau cơn mưa bất chợt đổ xuống khu rừng cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khu rừng được không ạ à? những loài vật vội vã những loài vật vội vã tìm chỗ trú mưa được không dưới tán cây Dưới tán cây Dưới tán cây Khóm hoa e rè nghiêng cụp Để né tránh những hạt mưa Khóm hoa E rè Nghiêng cụp Để né tránh Những hạt mưa Được không ạ? À? Những hạt mưa nặng trĩu Được không ạ? À? Chấm Duy chỉ có bông hoa diệp hà sơn duy chỉ có bông hoa diệp hà sơn vẫn vươn mình đầy kiêu hãnh vẫn vươn mình đầy kiêu hãnh đón lấy luồng nước mát à được không ạ à? luồng nước mát chấm bỗng chốc những cánh hoa trắng muốt nở ạ à? bỗng chốc những cánh hoa trắng muốt trở thành trong suốt lấp lánh như pha lê khi gặp nước từ sự biến đổi ngoạn mục của loài diệp hà sơn trước những thay đổi bất thường của thời tiết thiết nghĩ chúng ta cần phải suy ngẫm nhiều hơn về lối sống linh hoạt để hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh các bạn ơi các bạn thấy cách này hay không rất thú vị đúng không nó sẽ là một cái cách mà chị cho rằng là rõ ràng là người chấm bài của các bạn sẽ không thể nào đoán ra được là các bạn sẽ viết theo cái kiểu đó rất mới mẻ mà chúng ta thấy rằng là nó vẫn cực kỳ phù hợp bởi vì điều quan trọng nhất là gì là chúng ta nêu ra được cái vấn đề và chúng ta đã làm được cái điều đó. Nhưng cái khó ở đây là gì là mình cần phải đầu tư chất xám để mình nghĩ ý tưởng. Đấy là cái nhức đầu nhất. Làm thế nào để có câu chuyện, một cái câu chuyện chân thật, một cái tình huống chân thật, làm thế nào để mình có được cho bản thân mình những cái ý tưởng mà nó gần nhất với cái vấn đề mà mình đang chuẩn bị trình bày để mình không bị đi lan man, không bị đi xa vấn đề quá. Đó, được không ạ? À? Các bạn ơi, thì đấy sẽ là một số những cái cách chưa dừng lại nhá. Tiếp tục chị thêm cho các bạn một cách nữa này. Bonus thêm cho một cách nữa này. <laughs> được không ạ? À? Bonus thêm cho kiểu bài văn một cách nữa nhá. Sau đây sẽ đến đoạn văn nhá. Đó chính là chúng ta sẽ đi từ con số bằng chứng nghiên cứu. Được không ạ? À? Và cái cách viết của chúng ta sẽ là à nêu con số và ý nghĩa của con số và ý nghĩa của con số được không ạ à? hoặc là nêu ở đây là bằng chứng nghiên cứu các bạn nhá sau đó thì mình sẽ làm gì chỉ ra sự liên quan chỉ ra sự liên quan với vấn đề nghị luận được không ạ à? và nêu vấn đề ok chưa nào đấy đấy sẽ là cách viết bây giờ các bạn chưa hiểu lắm đúng không ok lấy ví dụ thôi là sẽ hiểu đề bài chị có ở đây là bàn luận về sự sẻ chia trong cuộc sống bàn luận về sự sẻ chia trong cuộc sống đây tôi có luôn như sau như thế này nhá à, chị sẽ đưa ra một cái con số thống kê được chưa ạ Đưa ra một cái con số để bắt đầu cho cái phần mở đầu này của mình Đó chính là Ở nước Anh Có một ngày dành cho sự tử tế Có một ngày dành cho sự tử tế Được không ạ? À? Người ta gọi đó là Kines Day Được không nào? Chị thì học tiếng Anh không có giỏi lắm Nên là đọc có không đúng thì các em cũng đừng cười nhá Rồi à, Ngày này diễn ra vào 12 tháng 6 hàng năm. Được không ạ? À? Với sự tham gia của hơn 1.000 trường học. Với sự tham gia của hơn 1.000 trường học. Chấm. Trong ngày này, mọi người sẽ cùng nhau lan, gì à? lan tỏa những điều cực Bằng các hành động tốt dành cho bạn bè, giáo viên và cộng đồng Chấm. Rõ ràng Sự sẻ chia Tử tế đã trở thành một biểu hiện Tốt đẹp của cuộc sống con người mà chúng ta luôn muốn lan truyền nhân rộng được không ạ ví dụ là một cái cách như thế hoặc nếu không các bạn có thể sửa một chút ở phía dưới này ở cái phần này á đến cái phần này chúng ta nói luôn là gì ạ cái sự kiện đó đúng không ạ à, đã nhắc nhớ chúng ta về bà gì ạ à? về cái ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống ví dụ là như vậy thì đây cũng là một cái cách khá là hay mà các bạn có thể chủ động sử dụng đó là chúng ta sẽ nêu những cái con số ý nghĩa của những cái con số bằng chứng nghiên cứu và chỉ ra sự liên quan với cái vấn đề nghị luận ok chưa nào được không ạ à? thì các bạn ơi các bạn hãy chú ý giúp chị đó là đây là toàn bộ những cái cách mà chúng ta có thể sử dụng để viết mở bài nghị luận xã hội cho cái hình thức là bài văn các em nhé. Đương nhiên là sẽ có thêm một số những cái cấu trúc sử dụng cho đa dạng các dạng đề. Nhưng mà chị xin phép là cái phần này thì chị sẽ để ở trong tài liệu cho chúng mình nhá. Còn ở trên là chị đưa vừa đưa vào đây là những cái ý tưởng, chị sẽ viết thêm cho các bạn khoảng 5 cách đi để chúng mình dùng được cho những đa dạng các cái dạng đề với cái hình thức đó là hình thức bài văn nhá. Ok chưa ạ? Và chị sẽ viết cho thêm khoảng 5 cách thì trong đó sẽ là ba cách dùng cho về tư tưởng đạo lý. Được không ạ? Và mình sẽ có ở đây đó sẽ là hai cách dùng cho về hiện tượng đời sống nhá Nhưng mà nếu mà các bạn để ý một xíu thôi Thì các bạn cũng đã thấy ví dụ như cái cách này là một cái cách mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho rất nhiều đề về tư tưởng đạo lý này đúng không cái này là sử dụng được cho đa dạng các dạng đề chứ còn gì nữa đây khi một ngày mới bắt đầu thì chính là lúc một món quà được chia công bằng cho tất cả chúng ta nhưng lật mở món quà ấy như thế nào thú vị hay nhàm chán rực rỡ hay lãng xẹt cuộc đời có được nối dài bởi những món quà ý nghĩa hay không đều phụ thuộc vào từng người và bạn có biết một trong những chiếc chìa khóa giúp chúng ta mở ra món quà ngày mới tuyệt vời ấy chính là cái gì đấy Ok chưa ạ? Thì đấy cũng là một trong những cái cách mà các bạn đã hoàn toàn có thể dùng nó để làm gì ạ? Để các bạn viết, sử dụng được cho đa dạng các dạng đề khác nhau đối với đề về tư tưởng đạo lý rồi, đúng không ạ? Thì đấy là về phần mở bài của bài văn. Vừa rồi là mở bài, còn bây giờ là mở đoạn. Nhất trí thôi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với viết phần mở đoạn nhé. Và chị Yên lại có thêm các cái ý tưởng rất sống động cho các bạn để các bạn cùng viết mở đoạn với chị. Chị nói rồi mở đoạn cái quan trọng nhất đó là chúng ta vẫn phải nêu được vào vấn đề nhưng vẫn nên kết hợp thêm với những cái câu dẫn dắt ngắn gọn của mình thì cái ý tưởng đầu tiên sẽ là cái ý tưởng đi từ những cái hình ảnh tương đồng hình ảnh biểu tượng được không ạ à? bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chơi một trò chơi với chị hiên nhá chị sẽ nêu ra ở đây một số những cái đề tài và chị rất hy vọng là các bạn có thể liên tưởng tới những cái hình ảnh những cái hình ảnh nào mà ngay lập tức xuất hiện trong đầu các bạn á mà các bạn thấy nó có cái sự tương đồng ấy thì các bạn có thể là giơ tay để trả lời nhé hoặc là chị sẽ gọi bất kỳ rồi đầu tiên chị sẽ nhắc tới à đó chính là về à chị sẽ nhắc tới đó là về à, ý nghĩa của nghịch cảnh đi các bạn sẽ nhớ tới một cái hình ảnh gì nào chị xin mời à uh... Chị mời nha Để chị xem nào Hôm nay học đông lắm Ý nghĩa của nghịch cảnh các em sẽ liên tưởng tới cái hình ảnh gì? Chị xin mời Bùi Minh Anh nào Minh Anh Em nghĩ tới hình ảnh gì? Ờ à một cái hình ảnh gì mà thể hiện là Ôi nghịch cảnh không đáng sợ Nghịch cảnh sẽ là một cái nền tảng mà để cho chúng ta có thể tốt lên Chứ đó không phải là một cái điều đáng sợ giống như chúng ta nghĩ Ví dụ nhá, chị lấy ví dụ Cây xương rồng có đúng không? Em hiểu không? Đây đấy thì chị đang làm để các bạn hình thành ra tức là sao? Rõ ràng là cái loài cây này đang mọc ở giữa sa mạc Một cái điều kiện cực kỳ khắc nghiệt Không có nước Nắng gọi là gì ạ? Quanh năm Đúng không ạ? thì đấy chúng ta thấy rằng là đấy ví dụ đấy là một cái hình ảnh thế bây giờ chị lấy tiếp nhá sự dũng cảm nào các bạn liên tưởng tới hình ảnh gì à ok cá lội ngược dòng được gì nữa có mừng có mừng tại đây nào Úi dồi ôi rồi lại vào lấy luôn cả thầy giáo nguyễn ngọc ký ở đây rồi đây này trời ơi đang bảo là liên tưởng tới những cái hình ảnh biểu tượng thôi lấy luôn cả thầy giáo nguyễn ngọc ký vào đây cho chị hiên rồi đây này nào các bạn ơi về lòng dũng cảm thì sao các bạn nghĩ là chúng ta sẽ có thể lấy hình ảnh gì? Các bạn nghĩ là chúng ta có thể lấy hình ảnh gì? Hay ví dụ như là... Ôi, xin lỗi, bộ đội Cụ Hồ ở đây... Ok! À rồi, những anh bộ đội Cụ Hồ, ok! Ôi dồi ôi, lại còn người lái đò sông đà rồi, chết rồi. Học sinh của mình đang đi xa quá rồi. Ví dụ như là lấy về lòng dũng cảm, chẳng hạn chúng ta có thể lấy hình ảnh chú chim đại bàng. Đúng không ạ? Bay ở một cái tầm cao rất khác, không sợ đúng không ạ không sợ những cái điều khó khăn ở phía trước như một cái mũi tên tiến thẳng về phía trước hay ví dụ như nói về lý tưởng sống thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh tương đồng giống như ví dụ ngọn hải đăng thì ý chị muốn nói ở đây là gì khi mà chúng ta tiếp nhận một cái đề bài chúng ta hoàn toàn có thể liên tưởng nó tới những cái hình ảnh và sau đấy thì chúng ta sẽ gì ạ à sau đấy thì chúng ta có thể ngay lập tức biến chuyển nó trở thành một cái phần mở đoạn nhá. Thế thì cái ý tưởng đầu tiên sẽ là cái ý tưởng chúng ta đi từ hình ảnh. Thì cái cách làm của chúng mình ở đây á sẽ là liên tưởng đến hình ảnh. Liên tưởng đến hình ảnh. Sự vật có đặc điểm phù hợp. Được không ạ? À? Có đặc điểm phù hợp để so sánh với vấn đề nghị luận. Sau đó thì mình sẽ tiến hành đặt vấn đề. Nhá. Sau đó thì mình sẽ tiến hành đặt vấn đề. Thì ở đây các bạn sẽ chú ý là à, chúng ta sẽ có ví dụ như là một cái đề bài nhá, ví dụ như một cái đề bài là ý nghĩa của sự tự do đối với mỗi người chẳng hạn. Đây ví dụ nhá. Ý nghĩa của sự tự do đối với mỗi người chẳng hạn thì ở đây chúng mình sẽ có là đây cuộc đời này tựa như một vòm trời cao rộng được không ạ à? mà ở đó mỗi người đều mong muốn Trở thành chú chim đại bàng Kiêu hãnh Xài cánh Đúng không? Kiêu tự do, xài cánh Kiêu hãnh và mạnh mẽ Kiêu hãnh và mạnh mẽ Làm chủ Được không ạ? À? Làm chủ bầu trời của riêng mình Được không? Chấm ước mong ấy hay là hình ảnh ấy đã nhắc nhở tôi về ý nghĩa của sự tự do đối với mỗi người đó ví dụ là như thế hay là ví dụ như chúng ta nói về cái gì ạ à, cái niềm tin sự lạc quan chẳng hạn niềm tin chẳng hạn thì mình có thể lấy hình ảnh bông hoa hướng dương đúng không ạ giống như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời đúng không con người cũng cần gì ạ à con người cũng cần luôn mang trong mình niềm tin vào những điều tốt đẹp Ví dụ vậy, kiểu thế nhá. Ok chưa ạ? Thì các bạn ơi, cái quan trọng nhất là cái quá trình chúng ta suy nghĩ xem là đối với cái đề bài đấy thì chúng ta có thể liên tưởng tới những cái hình ảnh, những cái biểu tượng như thế nào. Thì từ cái việc các bạn suy nghĩ ra được những cái hình ảnh, biểu tượng thì các bạn sẽ làm được cái phần mở đoạn này rất đơn giản thôi. Ok chưa ạ? Rồi, đấy là ý tưởng số 1. Ý tưởng số 2, chúng ta cũng sẽ đi từ nhận định nhá. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cấu trúc nó đơn giản hơn so với mở bài. Mở bài là chúng ta còn cần phải có câu kết nối, câu dẫn dắt nữa cơ, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây thì các bạn chỉ cần làm một cái công thức rất đơn giản. Đó là trích dẫn nhận định. Sau đó dùng những cái câu kết nối đó là gì ạ? Trích dẫn ấy hay nhận định ấy hay câu hát ấy đã nhắc nhớ tôi về hay là đã giúp chúng ta thêm một lần nữa suy nghĩ về xong đưa vào vấn đề nghị luận luôn không dài dòng và hãy nhớ là cái trích dẫn mà chúng mình lựa chọn ở trong cái phần mở đoạn này cũng phải là một cái trích dẫn ngắn gọn các em nhé Chúng ta không thể nào dài dòng được ở cái này đâu ạ. À. Không có nhiều thời gian để các bạn viết dài dòng đâu ạ à. và người ta cũng không yêu cầu các bạn phải dài dòng ạ. À. Nên thành ra các bạn chú ý giúp chị là đối với nhận định ở trong cái phần mở đoạn là chúng ta sẽ lựa chọn những cái nhận định nó thật là ngắn gọn thôi. Ok chưa nào? Nhá. Thật là ngắn gọn thôi các em ạ. À. Ví dụ như chúng ta có đây ạ, à, nghịch cảnh không phải là tảng đá cản lối bước chân bạn Bước chân bạn phải nghịch cảnh Là thềm đá Nâng bước bạn cao hơn Trích dẫn ấy Đã nhắc nhớ tôi Về ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống thế thôi rất đơn giản ok chưa ạ hay ví dụ như cứ đi rồi sẽ đến có áp lực thì có, mới có kim cương đó là những khẩu hiệu quen thuộc đã trở nên quen thuộc với các bạn trẻ thế nhưng nếu chỉ hiểu và làm theo về bề nổi thì người trẻ sẽ rất dễ rơi vào sự nỗ lực ảo vậy nỗ lực ảo là gì và ảnh hưởng của nó tới cuộc sống ra sao đấy kiểu như vậy thì đấy cũng là một cái vấn đề mà chúng ta đang đi từ cái gì ạ chúng ta đang nói về một cái hiện tượng đời sống và các em cũng có thể đi từ những cái nhận định như vậy. Ok chưa nào? Thì cái cách đi từ nhận định này cũng là một cái cách mà các bạn hoàn toàn có thể chủ động sử dụng cho nhiều đề khác nhau nhưng như chị đã nói, cái quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải làm gì ạ? Cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải biết được một cái nhận định phù hợp với đề bài đó. Ok chưa? Cách số 3, đi từ trải nghiệm cá nhân. Các bạn nhé. Nhưng cũng sẽ rất ngắn gọn thôi các bạn sẽ nêu ra trải nghiệm cá nhân của các bạn được không ạ? À? sau đó thì dẫn vào vấn đề nghị luận được không ạ? À? ok chưa nào? ví dụ như đề bài đó là à, suy nghĩ về biểu hiện của lòng biết ơn chẳng hạn, suy nghĩ về biểu hiện của lòng biết ơn ví dụ đề bài như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập một cái phần mở đoạn rất ngắn gọn đó chính là gì? Phải biết nói lời cảm ơn khi nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào dù là đơn giản nhất. Đó là bài học tôi được dạy từ khi còn nhỏ cho đến sau này, khi đã trải qua, khi đã có nhiều trải nghiệm hơn, tôi hiểu ra rằng lời cảm ơn thực sự có ý nghĩa bởi đó cũng chính là một trong những biểu hiện dễ thấy của lòng biết ơn ngoài ra lòng biết ơn cũng có những biểu hiện phong phú khác trong đời sống ví dụ thế được không ạ à? thì đấy là một cái cách mà chúng ta đi từ cái trải nghiệm hoặc các bạn có thể dùng cái cách mà chị hiên vừa mới làm ở trên phần ở trên phần mở bài á thế nhưng mà các bạn hoàn toàn là có thể chủ động sử dụng những cái câu giận nó ngắn gọn hơn đúng không bố bố tôi đã từng dạy tôi rằng được không ạ? À? Hay ví dụ trong một kỳ nghỉ trong một kỳ nghỉ hè, được không ạ? À? Hay là kỳ gì ạ? À? Hay là ví dụ dùng những cái rất là đơn giản ví dụ như là gì ạ? À? Chúng ta có ví dụ như là uh, trong gì ạ? À? à, trong được không ạ? À? Trong kỳ nghỉ hè năm ấy, trong kỳ nghỉ năm ấy, điều khiến tôi nhớ nhất là đấy bố đã dạy cho tôi về cái gì đấy tầm quan trọng của ngoại ngữ hay là gì đấy kiểu vậy được không ạ à? hay là à, việc sống ở một cái đất nước xa lạ không người thân không tiền bạc và đặc biệt là không ngoại ngữ đã khiến tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ đối với người trẻ ở thời điểm hiện tại đó ok chưa đấy kiểu như vậy đúng không ạ à? thì các bạn sẽ thấy là đây là những cái cách viết nó rất là đơn giản nó rất là chân thật nhưng mà nó lại đạt được cái hiệu quả rất là cao cho phần bài viết của các em. Nên chị rất mong rằng là các bạn sẽ cố gắng linh hoạt và khai mở được những cái khả năng của chính bản thân các em sau cái buổi học ngày hôm nay với cái phần viết mở đoạn để chúng mình không bị bí nữa nhá. Ok chưa? Và cách số 4 đối với phần mở đoạn, chúng ta sẽ đi từ con số kết quả nghiên cứu. Được không ạ? À? Thế thì cái cách viết cũng giống như ở phía trên thôi chúng ta sẽ nêu con số nêu kết quả nghiên cứu nêu kết quả nghiên cứu được không ạ à? sau đó thì chúng ta sẽ dẫn dắt và nêu vào vấn đề ok chưa ạ à? sau đó thì chúng ta sẽ dẫn dắt và nêu vào vấn đề ví dụ như ở đây chúng ta có là à, đề bài một cái đề bài đi đó là suy nghĩ về ý nghĩa của việc nắm bắt cơ hội với người trẻ. Suy nghĩ về việc nắm bắt cơ hội với người trẻ. Được không ạ? À? Thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động viết một cái phần mở đoạn đó chính là ví dụ 18 tuổi, 16 tuổi. 18 tuổi. Hay 20 tuổi. Đâu là thời điểm thích hợp? đâu là thời điểm thích hợp để người trẻ bắt đầu dấn thân và theo đuổi ước mơ của mình và theo đuổi ước mơ của mình được không ạ à? à được không nào à, sau đó thì chúng ta sẽ dẫn vào chúng ta sẽ không thể có được có được câu trả lời chính xác nhất bởi theo đuổi ước mơ hay theo đuổi đam mê chính là việc tan nắm bắt cơ hội à được không ạ và người trẻ cần phải suy ngẫm nhiều hơn về ý nghĩa to lớn của việc nắm bắt cơ hội trong cuộc sống đấy đưa ra những cái con số nó là những cái cách mà chị cho rằng là rất là đơn giản đối với các em Được không ạ? À? Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có thể khai triển thêm một cái ý tưởng nữa nhá Ý tưởng này cũng rất hay Đó là chúng ta sẽ đi từ câu hỏi Vậy là có 5 cách rồi đấy ạ Đây là cách số 5 rồi ạ Mình sẽ đi từ câu hỏi Mình đặt những cái câu hỏi Liên quan đến vấn đề Và thường cái kiểu mà chị hay định hướng các bạn làm ạ. Sau đó mình sẽ dẫn vào vấn đề nhá thường thì cái kiểu mà chị hay định hướng các bạn làm đấy là chị sẽ hay bảo các bạn là hãy đặt ra vài câu hỏi và thường là sẽ đặt ra khoảng 2 đến 3 câu hỏi kiểu như là hỏi dồn dập ý để cho người ta sẽ bị ấn tượng bởi cái cách mà mình đưa ra câu hỏi cũng như là cái sự gì ạ à, mình dồn dập mình đưa ra để mình muốn người ta phải chú tâm tới cái vấn đề mà mình đang muốn truyền tải ý ok chưa nào thì ở đây mình có thể đưa ra hai đến ba câu hỏi các bạn nhá thì ở đây ví dụ như Chúng ta có một cái đề bài là sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày chẳng hạn. Chính là cái đề bài mà hôm vừa rồi á, bạn nào làm đoạn văn trong cái bài khảo sát thì chị Hiên cũng đã à chị Hiên cũng đã cho cái bài đưa cái đề bài đó vào cho chúng mình rồi đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Đó chính là chúng ta có thể áp dụng một cái công thức như thế này, đó là đã bao giờ bạn tự hỏi nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ sống như thế nào? Bạn sẽ tiếp tục nỗ lực hay bỏ cuộc và những câu hỏi ấy đã nhắc nhở chúng ta về việc cần phải sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc và thái độ cần phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày là điều thực sự cần thiết đúng không ạ cực kỳ đơn giản nhá hãy tạo ra những câu hỏi liên quan tới vấn đề để trở thành một cái chất dẫn tốt nhất để các em có thể đặt ra vấn đề được không nào đây là một trong những cái cách mà chị cho rằng cũng cực kỳ hiệu quả vậy là các bạn ơi các bạn có thể thấy nhá chị hiên đã đưa ra cho chúng mình rất nhiều cách để các bạn gợi mở viết mở đoạn mở bài hình ảnh biểu tượng đúng không đi từ nhận định đúng chưa ok chưa đúng chưa nào rồi thì gì đây ạ à? hình ảnh biểu tượng đúng không rồi thì đi từ trải nghiệm cá nhân đúng chưa nào đi từ một con số một cái nghiên cứu phải không ạ à? Và gì nữa đây? Đi từ những cái câu hỏi với rất nhiều ví dụ mà chị đã vừa đưa ra.